Bây giờ mày thi không? Giờ làm sao? Giờ ý làm sao? Ăn cho mập thây mập ốm thật làm sao? Trấn Thành không xa lạ gì, là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở các chợ đầu mối trên khắp cả nước. Đi kèm với đó là số đo vòng 2 càng ngày càng lớn và sớm vượt ngưỡng báo động 150cm. À, mập liên quan cái mày mày. Để bán lại em lên rồi thứ sao muốn chỗ em mày. Cùng lắm chỉ là một gã biết nịnh vợ bằng những câu mật ngọt. Trấn Thành không có gì tốt cả, theo tôi. Đó là một câu trả lời chính xác, có gì đâu mà kể. Chỉ sao mà tôi lùn bên Trường Giang tới 1 mét lần hú hồn. Tôi xin người cứ gian dối. Người ta bắt đầu nghi ngờ rằng Trấn Thành năng lực hay bất lực. Về mặt ngoại tình học thì có ý kiến cho rằng Trường Giang và Trấn Thành xuất hiện một cách liên tục trên sóng truyền hình và thường xuyên có những màn phối hợp rất ăn ý và những hành động thân mật. Trời ơi, tội nghiệp ổng, để em xuống làm cô dâu chưa? Nghiêng người xuống. Lần đầu tiên tôi thấy tôi phải bái đường như Trường Giang. Tiếc quá, chúng ta gặp nhau hơn 10 cái này mày hát bài đẹp đúng nè. Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Cái gì vừa xảy ra? Em mê anh quá. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ chỉ còn lại trong đớn đau. Em ước gì anh Trấn Thành làm cái gì lớn hơn nữa. Tại vì một người mà có tài, mà có lòng nhân ái thì thiên hạ sẽ thái bình. Trời ơi, ông trời sắp đặt hết mọi chuyện. Ồ, tôi tưởng tượng trong đầu nha. Trấn Thành đi diễn tất bật ở ngoài đời, kiếm tiền về, ở nhà có một người vợ, cơm nước khô nấu đồ. Xong tiền đâu để em tính cho, mình phải mua vàng anh à. Ồ, hạnh phúc quá ha. Dạ, đắt giá nhất chỉ có anh Trấn Thành thôi. Em biết làm hai đi qua thứ hai à. Anh sốc quá, anh thấy ba mươi mấy năm anh sống vô nghĩa quá bà. Đón xem tập 1 Thách thức danh hài mùa 5 vào lúc 20:35 thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 trên kênh HTV7.